Đây rồi, được nẻ đây cho anh em đây rồi. Anh em nhìn khóe mắt này, rất là sắc, mắt nồi đỏ, vành mắt dày. Đó. Còn được này là clip số 19 nhá. Em đang tối hôm nay là tối ngày 17 lúc 9 giờ đây. Tối ngày 17 tháng 6, clip được lẻ nhá. Được lẻ. Đó. Còn con cái của nó đây. Con cái của nó là con vòng đen. Đây, con cái của nó là con ngoài đây. Đó. Đấy. Còn bên trong này là đôi zin. Đấy. Thì quay được lẻ cho anh em xem nhé. Đây. Rất là căng chim, lì lợm chim. Vòng đen. Đó. Con đực này em để cho anh em là 800 nhá. 800. Dòng này là tông đồng nhá, tông đồng, có đồng. Chắc chắn là có đồng, nhiều ít thì chắc chắn là có. Con này thì bón được rất là thuần. Đấy, lông đuôi không giữ được nhưng mà độ thuần rất là cao. Rất là hằng. Con này em bón được anh em nhá, rất là thuần luôn. 800k cho anh em, con xù bơm rồi. Đó. Đấy, chim gáy. Đó, mắt rất là dữ tợn. Đấy, chân. Đấy, móng không lỗi tật gì anh em nhé. Quay đầu ra đây kiểm tra móng. Đây, hiện tại móng không lỗi tật gì. Đó. Anh em yên tâm là cái dòng này là dòng siêu thuần nha em. Đấy, nó là dòng siêu thuần. Đấy. Được lẻ này em để cho anh em 800k nhé. Đó. Đấy. Đấy. Lên cho anh em. Số của em thao là 0335305982. Hàng này hàng ấy em bón biết mổ rồi. Bây giờ tách ra để ghép giống. Đấy, anh em nhé. Chim rất thuần. Chim cực kỳ thuần luôn. Anh em nào chơi trần, hoặc chơi khách hoặc là chơi khiển lên lựa chọn con này. Nó phải có lý do của nó thì mới là 800k anh em nhé. Chứ không phải em cứ khoác mồm lên đâu. Đó. Anh em. Nó phải siêu thuần. Nó phải siêu thuần thì em mới bán giá 800k một con chim được lẻ này. Đấy. Đã có vách cường. Đấy. Dĩa này. Dĩa này. Dĩa. Chim dĩa luôn rồi. Dĩa tay. Rất là phê. Đấy. Chim bay thì bay nhưng mà rất là thuần. Đấy. Cực kỳ thuần luôn. Đấy. Quay đầu. Chào các bác. Đấy. Lông đầu bị làm sao. Đấy. Chim đầu. Đấy. Khóe. Đấy. Đúng trái chám luôn. Đấy. Rồi. Lên con được lẻ cho anh em nhá. Đấy. Rất là ok luôn đúng không? Anh em. Tối hôm nay tối 17. Anh em nào chơi một con chơi một được chốt cho em con này nha, 800k bao ship. Số Zalo, số liên hệ của em Thao là 0335305982. Hàng này hàng chim âm, chim bón các bác nhá.